Cấp phụ viện 390 xin kính chào toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc. Thì 2 năm trở lại đây, sự tiện ích được rất nhiều anh em quan tâm và sử dụng rất nhiều. Thì hôm nay mình lên cái video giới thiệu báo giá công khai những cái mẫu quy bán cấp rút giá thời điểm hiện tại anh em nhé. Thời điểm hiện tại giá nó gọi là giá đã giảm đi rất chi là nhiều và không còn đắt như ngày xưa nữa. Thì tất cả hàng của bên shop khi gửi đi cho anh em đều được miễn phí ship và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh em nhé. Cái việc kiểm tra hàng này tùy từng khu vực, tùy từng tỉnh thôi anh em nhé, không phải là tỉnh nào cũng được kiểm tra đâu, đó là hàng nhạy cảm anh em nhé. Thì anh em nào vào miền Bắc gần thì mình cũng có thể gửi xe được cho anh em nhé. Thì đây, trên đây là có 3 cái mẫu combo quy. Đầu tiên là cái mẫu combo quy sói, combo quy sói bán gấp rút này, combo quy K2 bán gấp rút này, combo quy ba lỗ tactical này bán gấp rút anh em nhé. Cái bộ này là bộ đầy đủ quy bán tay cầm và băng đạn anh em nhé. Băng đạn này là băng đạn khi mình nhập về là nó đi theo quy rồi, chứ không phải là cái quà tặng như nhiều anh em nói là tặng này tặng nọ. Đây là cái băng đạn đi theo quy. Vâng, thì đây mình đã báo giá công khai luôn cả 3 bộ anh em nhé, báo giá công khai luôn. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu bộ combo quy hai lỗ quy con sói trước anh em nhé. Đây, giá là 1,5 triệu. Tất cả các giá này là chưa bao gồm tiền ship anh em nhé, chưa bao gồm tiền ship. Thì mình báo giá luôn cái bộ combo quy sói này là giá là 1,5 triệu anh em nhé, bán gấp rút tay cầm. Đấy, bán gấp rút anh em nhé. Bán chữ A, tất cả các bộ trên mình đều bán chữ A. Còn bán chữ L, anh em nào thích bán chữ L thì phải thêm một chút tiền đấy, tại chữ L bây giờ nhập nó hơi đắt một chút anh em nhé. Thì đây là mình báo giá theo bộ combo bán chữ A, gồm này, bộ quy con sói này, khớp gấp này, ống rút tay cầm và một băng đạn anh em nhảy nhé. Giá là 1,5 triệu, 1,5 triệu, chưa bao gồm tiền ship anh em nhé, chưa bao gồm tiền ship. Đấy, thì bộ này anh em này có khớp gấp này, khớp gấp này có tăng chỉnh lò xo được anh em nhé, tăng chỉnh lò xo đập mạnh hay nhẹ ở tăng chỉnh lò xo. Đấy, giá là 1,5 triệu anh em nhé. Bộ này là có chốt an toàn nữa anh em nhé. Đấy, có chốt an toàn này, tăng chỉnh lò xo được này. Đấy, giá chỉ có 1,5 triệu. Thì bây giờ ngày xưa giá nó trên 2 triệu. Thì shop lên video vừa rồi có bán 1,7 triệu, nhưng nói chung là sau một cái thời gian lên video ấy, có nhiều anh em gọi là thi nhau, gọi là cũng hạ giá theo, thì mình chơi tới mấy luôn, mình hạ giá còn 1,5 triệu thôi em nhé, 1,5 triệu đầy đủ như thế này luôn. Đấy, vâng, thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu anh em bộ quy hai lỗ quy K2 em nhé, quy hai lỗ quy K2 giá là 2,000,000 đồng, có sẵn băng đạn anh em nhé, là có kèm theo băng đạn nhỉ. Đấy, cũng bán gấp rút đấy, cũng có tăng chỉnh lò xo hết. Bộ quy K2 này nó cải tiến hơn bộ quy sói anh em nhé. Đấy, nó là ra đời sau. Đấy, anh em nhìn lướt qua nó sẽ giống như bộ quy ba lỗ, bộ quy K2 này 2,000,000 rồi. Đấy, con này thì nó cải tiến hơn là quy sói này, nó cái phần kéo quy này nó vượt hơn này. Đấy, phần kéo quy vượt hơn này, nó giống hệt như cái bộ quy ba lỗ. Những ví dụ cái bộ quy sói này, nó có những con ốc chí ở đây này, con ốc chí giữ van đấy, giữ cái van dream hoặc là van kết hợp khớp ren, nó có ốc ở đây. Thì cái bộ của quy K2 nó thiết kế là giữ van ở đây, nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn, nó đẹp hơn. Đấy, cái hành trình lò xo dài hơn, đập mạnh hơn anh em nhé. Đấy, còn vượt hơn này. Và cái cò này nó bám ở trong cái bộ quy này, nó không bám ở cái ngoài vòng cò này nữa, nên anh em tháo vòng cò ra sửa chữa gì nó không bị ảnh hưởng anh em nhé. Đấy, giá là 2,000,000 đồng, giá cạnh tranh luôn anh em nhé. Đấy, bộ quy này quy tất cả hàng bên mình là hàng nhập Sài Gòn hết anh em nhé, hàng nhập Sài Gòn. Đấy, anh em xem với những con chi tiết này, chất liệu nhôm này. Đấy, rất chi thích anh em nhé, giá là 2,000,000 đồng. Vâng, thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu bộ quy ba lỗ anh em nhé, quy ba lỗ tactical hàng Sài Gòn anh em nhé.
thì bộ quy tactical này đấy, lên giá để sẵn lên giá là 3 triệu đồng anh em nhé, 3 triệu đồng. Vâng, thì cái bộ quy ba lỗ này thì đầu tiên để nói về độ gọn, độ ổn định nó sẽ hơn hẳn hai bộ quy hai lỗ, tất cả bộ quy ba lỗ nó sẽ gọn hơn bộ quy hai lỗ. Em có hình mẫu chắc với anh em nhé. Thì cái bộ quy ba lỗ hàng Sài Gòn này thì anh em mua về anh em chỉ việc lắp van cờ kết 1/2 thôi, không cần phải lắp van dream hoặc là van cờ kết kết hợp hơn nhé. Nói chung là ví dụ cái so cái bộ quy tactical này với cả cái bộ quy K2 chẳng hạn, nó đắt hơn 1 triệu anh em nhé, đắt hơn 1 triệu nhưng lại rẻ hơn là anh em không phải mua cái bộ quang khớp kết cờ kết hoặc là van dream, và anh em chỉ lắp van cờ kết 1/2 thì nó cũng rẻ đi được rất nhiều. Nó đắt hơn nhưng lại là ưu điểm hơn là nó có bộ khoang sẵn này, anh em biết cái khoang sẵn này đấy, giá thành rất chi là hợp lý đấy, khớp gấp của anh em biết quy cả hai nó chung bị khớp gấp các thứ nó sẽ ngon này, cành đào hơn rồi kéo quy các thứ nó sẽ mượt hơn anh em biết, cũng có chốt an toàn anh em biết đấy, giá là 3 triệu đồng anh em biết. Nói chung là mình cập nhật giá thời điểm hiện tại thì đang là tháng 4, tháng 5 rồi nên có thể hiện tại thì gọi là bán giá cạnh tranh luôn. Vâng, thì ngoài những cái phụ kiện này thì bên mình bán đầy đủ phụ kiện của Kondo truyền thống, tất cả các phụ kiện linh kiện nhỏ lẻ, bơm, những cái linh kiện nhỏ lẻ, túi, các thứ đầy đủ hết anh em nhé. Anh em mua gì cứ alo cho shop nhé. Vâng, thì cái video của shop xin kết thúc tại đây, shop cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em. Đáp PCP trên mọi việc cũng nhé.